Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sự tích Ngài Huyền Trang đi Thiên Trúc Thỉnh Kinh. Pháp sư Huyền Trang ra đời vào năm thứ hai niên đại Nhân Thọ, đời Tùy Văn Đế, tức năm 601 công nguyên. Thầy quê ở Trần Lưu, Hà Nam, người họ Trần. Lúc thiếu thời đã tỏ ra thông tuệ các thường, chỉ mới 7 tuổi đã học ngũ kinh. Năm lên 13 tuổi, thầy theo anh thứ hai là Pháp sư Trường Tiệp đi Lạc Dương, xuất gia tại chùa Tịnh Độ và từ đó học tập kinh điển. Theo chế độ nhà Tùy, ai muốn xuất gia đi tu đều phải qua một cuộc khảo thí. Nếu thi đậu thì được cấp một tờ chứng thư gọi là Độ Điệp, và lúc đó mới đủ tư cách làm sa di. Thầy đặt chân tới Lạc Dương nhằm đúng vào lúc có kỳ khảo sát, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, thầy không được phép ứng thí. Trước cổng trường thi, thầy đứng bồi hồi, than tiếng khôn nguôi. Lúc ấy, quan chủ khảo là Tịnh Thiền Quả Nhã Thế, nhận ra ngay thầy thuộc hàng Long Tượng trong Phật giáo, nên đặc biệt phá lệ cho thầy vào dự thi. Năm 20 tuổi, sau khi thọ giới cụ túc, thầy lên đường hành cước đi tham vấn các thiền tri thức khắp nơi. Ngài có dịp nhận thấy các điều thuyết giảng của các vị tăng so với kinh điển có nhiều phần không phù hợp, khiến cho người tu không biết y cứ vào đâu, nhất là theo nội dung của thập thất địa luận, thì kiến giải lại có nhiều điểm bất đồng. Ngài bèn phát nguyện đi Thiên Trúc, tức Ấn Độ ngày nay, để nghiên cứu Phật Pháp, tìm giải đáp cho các mối nghi vấn này. Bởi đường đi Thiên Trúc quá gian nan, phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại, núi thì cao chót vót, đèo thì vô cùng hiểm trở. Do đó, để chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy mạo hiểm này, Pháp sư Huyền Trang phải tự luyện tập kỹ thuật leo núi. Thầy dùng bàn, ghế, lấy cái nọ chồng lên cái kia, chắp theo hình một hòn núi giả, rồi hàng ngày tập leo lên leo xuống, nhảy qua nhảy lại cho đến khi thuần thục. Thầy lại đi vào rừng núi để thực tập thêm. Thời gian rèn luyện như vậy kéo dài khoảng một năm. Đoạn, thầy dâng biểu tàu vua xin phép đi Thiên Trúc Thỉnh Kinh. Hồi đó, nhà Đường đương cấp pháp lệnh cấm chỉ việc xuất cảnh, nên biểu tấu của ngài không được vua Đường Thái Tông phê chuẩn. Tuy nhiên, vì đã có chủ ý từ trước, bất luận có được phép hay không, cuối cùng ngài vẫn nhất quyết ra đi. Xuất phát từ Tràng An, ngài một mình cứ nhắm phía tây mà tiến tới. Một hôm, ngài đi ngang qua một hang núi, thấy trước cửa hang có nhiều phân của loài dơi. Ngài nghĩ rằng trong hang này ắt hẳn không có bóng người trú ngụ, vì nếu có thì đâu có nhiều phân dơi như vậy. Đồng lòng hiếu kỳ, thầy liều bước vô hang. Cách cửa động không bao xa, ngài thấy một hình thù kỳ dị như một quái vật, trên đầu thì tóc kết lại, ở đó chim làm thành tổ, trong tổ chim con kêu chip 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 chip. Mặt của quái vật thì phủ một lớp bụi đất dày, hình thù như một tượng đá. Ngài lại gần quan sát kỹ, hóa ra đây là một vị La Tăng đã nhập định từ lâu. Thầy lấy khánh gõ nhẹ, khiến cho vị này xuất định. Chờ một lúc sau, lão Tăng bắt đầu cửa quệ. Ngài hỏi vị Tăng vì lý do gì mà ngồi ở đây. Quay hàm lão Tăng nhúc nhích được một lát, thì có âm thanh phát ra như sau. Đức Phật Phật Hồng Dương, xuất thế để tôi có thể giúp Ngài Hoàng Dương Phật Pháp. Phật Hồng Dương tức Phật Thích Ca. Đến khi được nghe Pháp Sư nói cho hay là Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn từ lâu rồi, thì Lão Tăng có vẻ kinh ngạc hỏi. Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời hồi nào? Ngài Huyền Trang đáp, Ngài đã ra đời trên 1000 năm nay, và Ngài cũng đã nhập diệt từ lâu rồi. Lão Tăng nói, Đức Thích Ca đã nhập Niết Bàn, vậy thì tôi lại nhập định chờ Đức Phật, Phật. Bạch Dương, ra đời để giúp Ngài Hoàng Dương Phật Pháp. Phật Bạch Dương tức Phật Di Lạc. Pháp Sư nói, ông bất tất phải nhập định chờ Đức Phật Di Lạc ra đời, như vậy ông sẽ bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Chỉ bằng ông hãy theo tôi đi qua Chấn Đán, tức Trung Quốc. Ngày nào tôi trở về nước, ông sẽ giúp tôi Hoàng Dương Phật Pháp. Lão Tăng suy nghĩ xong, cho là có lý, bèn tỏ ý ưng thuận với lời đề nghị của Pháp Sư Huyền Trang. Pháp sư dặn dò như sau, cơ thể của ông đã quá cũ kỹ, ông nên đổi qua một thân mới. Khi tới Tràng An,
Ông xem tòa nhà nào lập bằng ngói sắt vàng lưu ly thì tìm vào đó mà đọc thai. Ngày sau, khi tôi ở Thiên Trúc thỉnh kinh về, tôi sẽ đến đón ông. Dặn xong thì hai người chia tay lên đường, người đi về hướng đông, kẻ về phương tây. Pháp sư Huyền Trang leo đèo lội suối, trải qua không biết bao tai nạn hiểm nghèo nhưng không bao giờ bị thối chí. Ngài đã có lời thề như sau. Thà tiến thêm một bước cuối cùng rồi chết ở trời Tây, còn hơn sống mà lui go trở về Đông Độ. Một tinh thần vì Pháp quên mình như vậy thì quá thật là cao quý. Có như thế, Ngài mới hoàn thành được một sự nghiệp cũng rất là vĩ đại, một cống hiến lớn lao cho Phật giáo Trung Hoa. Đồng thời, Ngài cũng là người khai sáng ra tông phái Duy Thức. Có câu nói, kiến hề tư tề, chúng ta muốn thành tựu đạo nghiệp, ắt phải noi theo gương sáng của Pháp sư Huyền Trang, lấy Pháp sư làm mẫu mực để làm theo, khiến cho trí huệ bổn hữu vốn có của chúng ta xuất hiện, đặng có thể cống hiến chút phần sức xây dựng Phật giáo. Từ đó, ngày lại ngày, gối đất nằm sương, Ngài cứ theo hướng Tây mà tiếp tục cuộc hành trình. Kiên nhẫn giữ vững ý chí, quyết một lòng chưa tới đích thì chưa ngừng nghỉ. Người xưa nói, có chí thì nên. Ngài trải qua vạn ngàn gian khổ, đi trong 3 năm thì tới được Thiên Trúc. Và tại Đại học Phật giáo Na Lan Đà, Ngài bái Đại sư Giới Hiền làm thầy. Đương thời là một vị cao tăng nổi tiếng về môn Duy Thức học. Ở đây, Ngài chuyên học về thập thất địa luận và du già luận. Sau khi đã hoàn tất việc tu học, Ngài trở về nước. Khi đi ngang qua thành Cúc Nữ, Ngài được quốc vương nơi đây là Giới Nhật cung thỉnh, đứng ra tổ chức một đại hội biện luận. Có sự tham gia của 18 vị quốc vương, cùng với các tông phái Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bà La Môn và các phái ngoại đạo. Tổng cộng gồm có khoảng 6.000 người. Tóm lại, đó là một pháp hội lớn chưa từng có xưa nay, mà Pháp Sư được mời đến giữ vai hội chủ. Ngài cũng thảo một luận chương xiển dương Đại Thừa, và luận án này được dán ngay trước cửa hội trường, kèm theo một lời ghi chú, nếu có ai sửa được một chữ, tôi nguyện xin bái làm thầy. Hội trường kéo dài suốt 18 ngày, nhưng không một ai sửa được chữ nào, cuối cùng Ngài trở thành vô địch. Không ai thắng nổi, tên tuổi vang lừng khắp 5 nước ở Thiên Trúc, và không ai là không biết tới đại danh của Pháp Sư Huyền Trang. Năm Trinh Quán thứ 19, tức công nguyên năm 645, ngày 24 tháng Giêng, Ngài về tới Trường An, với sự nghênh đón của cả mấy chục ngàn người, gồm các tăng lẫn tục. Vua Đường Thái Tông phải tướng quốc là Lương Quốc Công và Phòng Huyền Linh ra đón tiếp Ngài. Sau đó, Ngài tới trụ trì ở chùa Hoàng Phúc để phiên dịch kinh điển Phật giáo. Ngài lưu học tại Ấn Độ 12 năm cộng với thời gian đi về 5 năm, thành thử Ngài được coi như là một vị tổ sư trong các tăng sĩ du học. Kinh điển mang về Trung Hoa chứa trong 520 cái rương, tính ra hơn 600 bộ. Ngài cũng hiến tất cả cho quốc gia, vua Đường mời đến triều kiến rồi ban thưởng cho Ngài. Thoạt gặp vua Đường, Ngài có lời mừng, cung hỷ bệ hạ. Vua không hiểu ý Ngài ra sao mới hỏi lại, Pháp sư chúc mừng trẫm về chuyện gì? Mừng bệ hạ vừa có thái tử. Vua Đường hết sức ngạc nhiên đáp lại rằng, không có chuyện đó. Pháp sư tự nghĩ, rõ ràng ta đã căn nhận Lão Tăng đến đây đào thai, mà sao nay lại không thấy y? Ngài liền nhập định quan sát, hỡi ơi, ông ta không chịu tìm cho kỹ cả nên đã đầu thai lầm vào tôn phụ của Uất Kỳ Cung rồi. Ngài bèn tâu lên vua đầu đuôi sự việc. Đường Thái Tông nói, hóa ra sự thế là như vậy, Pháp sư đổ cho y đi. Ngài tới thăm Uất Kỳ Cung kể rõ sự tình. Khi thoạt trông thấy người cháu có vị công thần này, Ngài vô cùng hoan hỷ, bởi trang thiếu niên trông rất khôi ngô, rõ ràng một anh tài sau này ắt sẽ trở thành một pháp khí lớn. Do đó, Ngài mở đầu nói ngay, ngươi hãy theo ta xuất gia. Thiếu niên nghe nói, tỏ vẻ không vui đáp. Đại sư nói gì, bà ta xuất gia đâu có chuyện đã được nè. Nói rồi, thiếu niên quay gót bỏ đi. Pháp sư Hiền Trang chỉ còn cách tâu lại vua Đường nhờ vua chu toàn cho đoạn nhân duyên đó. Đường Thái Tông bèn hạ chỉ ra lệnh cho cháu của Uất Trì Cung xuất gia. Vì đại thần tiếp chỉ và cháu ra thì gặp ngay sự cư tuyệt của cháu, y nói, có lý nào như vậy, vì có gì hoàng đế bắt cháu phải xuất gia, để cháu gặp hoàng đế nói cho rõ chuyện này. Ngày hôm sau, Uất Trì Cung mang cháu ra mặt vua, thiếu niên tâu lên vua. Bệ hạ bá thằng xuất gia, được lắm, nhưng thần xin 3 điều kiện. Vua được Thái Tông nói, người muốn bao nhiêu điều kiện cũng được. Thằng vốn thích uống rượu,
và không thể không có rượu. Vậy bất luận ở chỗ nào, phải có một xe chất đầy rượu cho thằng. Nhà vua thầm nghĩ, giới của người xuất gia là không được uống rượu. Có điều Pháp Sư Huyền Trang đã có lời dặn, dầu điều kiện nào cũng ưng thuận cho y. Vua đáp, được, ta ưng thuận. Điều kiện thứ hai là gì? À, thần biết là người xuất gia không được ăn thịt, nhưng thần lại thích món này. Vậy bất luận thần ở chỗ nào cũng phải có một xe thịt tươi đi theo thần. Ta ưng thuận. Còn điều kiện thứ ba? Người cháu của Úc Trì Cung không thể ngờ rằng nhà vua lại chịu cho hai điều kiện y vừa yêu cầu. Y nói tiếp, à, người xuất gia thì không thể có vợ, nhưng thần thì không thể thiếu đàn bà. Vậy bất luận thần ở chỗ nào cũng phải có một xe chở cái đẹp đi theo thần. Vua đường nghĩ bụng, ai chà, điều kiện này làm sao mà cho được. Nhưng Pháp Sư đã dặn, dâu điều kiện nào cũng chấp thuận cho y. Ý vậy vua đáp, được, ta hoàn toàn phê chuẩn tất cả. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị xuất gia được rồi. Thiên niên thấy không còn biện pháp nào cả để từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời xuất gia. Khi y đi đến chùa Đại Hưng Thiên để làm lễ xuất gia, thì theo sau y là một xe chở rượu, một xe chở thịt và một xe chở mỹ nữ. Trong khi đó, tại chùa cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng trống và tiếng chuông trong chùa đều nhất tề giống lên. Thoạt nghe tiếng trống tiếng chuông, thiếu niên bừng tỉnh ngộ. Ồ, ta vốn là vị lão tăng năm xưa, đến chỗ này để giúp Pháp Sư Huyền Trang hoàng dương Phật Pháp. Ngày đó, y vẫy tay đuổi hết cả ba đoàn xe trở về, và không cần một thứ gì nữa. Thiếu niên đó sau này chính là Đại sư Khuy Cơ, và được người đương thời đặt danh hiệu là Tam Sa Tổ Sư, tức là Tổ Sư Ba Đoàn Xe. Trong bộ luận Duy Thức Tam Thập Tụng mà Pháp Sư Huyền Trang mang về Trung Hoa, gồm các tác phẩm có 10 luận gia. Pháp Sư Diệt Thế Trà Tiếng Hán theo sáng ý tứ trong nguyên văn, một chữ chẳng thêm mà một chữ cũng chẳng bớt. Hồi đó, Đại sư Quy Cơ đảm nhiệm công tác nhuận sắc. Khi Ngài Huyền Trang đã dịch xong Duy Thức Tam Thập Tụng, Đại sư Quy Cơ đưa ra đề nghị như sau. Trong tác phẩm của các luận gia, mỗi bộ đều có chỗ sở trường và sở đoạn, nghĩa là vừa có cái hay và cái dở đi chung. Nếu lời bình của các luận gia không đồng nhất thì e rằng học giả đời này và người đời sau sẽ hoang mang và không biết đâu mà y cứ, chỉ bằng nay bỏ bớt đi cái vỏ rườm rà, mà chỉ giữ lại cái cốt tủy mà đem đúc thành một bộ, khiến cho người đời này và đời sau khi nghiên cứu duy thức học có thể đi tới cùng mà kết luận, không lãng phí nhiều thời gian mà có thể lãnh hội được pháp chỉ yếu. Pháp Sư Huyền Trang thấy lời đề nghị có lý, nên cho tổng hợp 10 bộ luận thành một bổn luận, tức nay là bộ Tam Thập Tụng Duy Thức Luận. Pháp Sư lại thân truyền cho Đại sư Khuy Cơ môn Nhân Minh Luận, khiến về sau Đại sư Khuy Cơ trở thành một chuyên gia về duy thức học, đem hết tâm trí để truyền bá tư tưởng duy thức. Đại sư được coi như tổ thứ hai của tông duy thức. 2 năm sau ngày về nước, Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu soạn bộ Đại Đường Y Vức Ký, gồm 12 quyển. Tới năm Hiển Khánh thứ nhất đời Đường, tức năm 660 Công Nguyên, vào lúc 59 tuổi, Ngài bắt đầu dịch bộ kinh Đại Bát Nhã. Trong bản nguyên văn bằng tiếng Phạn, kinh Đại Bát Nhã gồm có 200.000 câu tụng. Ngài dịch toàn bộ, không hề lược bớt một đoạn nào, theo rất sát với nguyên văn, mà sau 4 năm trường dịch xong thành 600 quyển. Qua năm sau, Ngài tính dịch kinh Đại Bảo Tích, nhưng vì ngã bệnh nên đành phải đình chỉ việc phiên dịch. Pháp Sư viên tịch vào tháng 2 năm Lăng Đức thứ nhất, tức năm 664 Công Nguyên, hưởng thọ được 64 tuổi, an táng tại Bắc Nguyên thuộc Phàn Xuyên. Công tác dịch kinh điển của Pháp Sư gồm tất cả 75 bộ, được 1.335 quyển. Như vậy, Ngài là một trong 4 nhà dịch kinh lớn của Trung Quốc. Đệ tử của Ngài rất đông, trong số này Đại sư Khuy Cơ, Viên Trắc là các vị được truyền thừa về duy thức, còn Phổ Quang và Thần Thái là truyền nhân của Câu Xá Tông. 2 triều đại Tùy và Đường chính là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo, thời mà trăm nhà đua tiếng, nghĩa là các tổ sư lần lượt xuất hiện và sáng lập tông phái. Đương thời kể ra có 10 tông, tiểu thừa 2 tông và đại thừa gồm có 8 tông.
Trong số 10 tông này, Tam Luận Tông và Duy Thức Tông hoàn toàn bảo tồn tư tưởng theo truyền thống Thiên Trúc. Giáo lý tuy được truyền qua đất mới, nhưng tinh hoa yếu nghĩa được giữ nguyên vẹn. Còn như đối với tông Thiên Thai, lấy kinh Pháp Hoa làm tông, và tông Hiền Thủ lấy kinh Hoa Nghiêm làm tông, nội dung đã có sự góp nhập với các tư tưởng của Trung Quốc. Bốn tông vừa kể trên được xếp vào loại giáo môn. Phật giáo đã tiến hóa theo dòng thời gian, và hiện nay được phân chia thành năm phái lớn, đó là giáo, thiền, tịnh, luật và mật. Kỳ thực, cả năm tông phái đều có chung một mục đích tối hậu là dẫn dắt chúng sinh tới bên kia bờ, tức niết bàn. Duy chỉ có phương pháp tu trì là có sự khác biệt mà thôi. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng trong khóa thiền tập tháng 12 năm 1980. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.